Cái này tháo ra cho khỏi đắng đúng không? Dạ. Tháo ra. Rồi cái này lấy kéo cắt cái cọc tay vô chắc nó quất mình cái làm liền quá. Muốn ăn thịt mày nhưng mà đừng cắn tao chứ. Ăn thịt cua mà đừng để cua cắn. Con đi lên sau mày chứ. Chắc là 11. Mấy đồng, mười mấy đồng hay là mấy đồng? 8 đồng. Cô làm cái giờ mà cô chưa xong mất không nữa à. Một kèn. Mấy con cua này nó cũng chậm. Cái này cua Canada. Alaska, Canada. Canada. Dân từ Canada giống với Alaska. Chút xíu rồi mày ăn thịt ta. Cái cua này. Ăn cua mà sợ cua ăn mình trước quá. Lẹt lẹt luôn, cắn là móp cái thôi, cái son này quá. Rồi xong rồi hả? Clean rồi. Cái thớt nào trong nữa không? 4 cái thớt bên ngoài này nè. Ngoài hết luôn rồi. Để cái màu xanh đó, em làm cái gì? Lau lấy giấy lau cái thớt màu xanh đi. Hay là lấy cái thớt gỗ đó. Giữ cái thớt gỗ thiếu gì đó. Cua ba chỉ hả? Làm món gì đây? Cua làm dạng kiểu ba khía Việt Nam. Có nhau rồi nữa giờ này. Cái chanh hả? Mình luộc ít nước thôi cho nó thơm. Rồi